xuất huyết dưới da, một nhóm bệnh có biểu hiện là các điểm hoặc vùng da màu đỏ thẫm hay đỏ nhạt do xuất huyết mô dưới da. Thuật ngữ ban xuất huyết còn để gọi các vùng xuất huyết rộng hơn dạng điểm cho tới 2,5 cm đường kính. Xuất huyết dạng điểm chấm được gọi là đốm xuất huyết. Xuất huyết trên vùng da rộng gọi là mảng xuất huyết. Các dạng bệnh và nguyên nhân, dạng thông thường nhất là ban xuất huyết lão hóa, xảy ra ở phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi các vùng xuất huyết xuất hiện ở đùi, bàn tay, cẳng tay, bệnh do sự teo mỏng lớp mô nâng đỡ các mạch máu dưới da, khiến chúng dễ bị vỡ, đôi khi xuất huyết xảy ra ở niêm mạc miệng. Ban xuất huyết còn xảy ra trong bệnh giảm tiểu cầu là các tế bào máu có vai trò quan trọng trong sự đông máu. Giảm tiểu cầu có thể là hậu quả của các bệnh tủy xương như bệnh bạch cầu hoặc bệnh thiếu máu bất sản, là hậu quả của tia xạ quá liều hoặc do tác dụng phụ của một số thuốc. Đôi khi giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân. Ban xuất huyết, còn biểu hiện của bệnh nhiễm trùng huyết, bệnh tự miễn hoặc do rối loạn sinh hóa. Như tăng ure máu trong bệnh suy thận. Chẩn đoán thầy thuốc phải chẩn đoán chính xác dạng bệnh và nguyên nhân để điều trị hiệu quả, do đó phải khám đầy đủ các triệu chứng, dấu hiệu kèm theo các xét nghiệm về sự đông máu, nhất là xét nghiệm tiểu cầu. Điều trị đối với dạng ban xuất huyết lão hóa, hóa dùng liệu pháp bù đắp nội tiết tố estrogen. Các dạng khác dùng các thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch trường hợp nặng, phải dùng liệu pháp thẩm lộc huyết tương, hoặc đôi khi phải truyền tiểu cầu. Trong bệnh giảm tiểu cầu do bệnh tự miễn, còn có tên là bệnh giảm tiểu cầu không rõ nguyên nhân. Liệu pháp thường sử dụng là thuốc corticosteroid hoặc phẫu thuật cắt bỏ lách mời quý vị like chia sẻ đăng ký và bấm chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo sẽ không bỏ lờ video mới nhất từ kênh chân thành cảm ơn các bạn nhé